Hello, anh Tashi chào tất cả mọi người nha. Hôm nay anh Tashi đi thăm đất nhà, anh Tashi chủ yếu là thăm vườn mít nha mọi người. Thì đó, phát hiện mực nước của sông rất là thấp nha mọi người. Con đường đi bộ từ bên này qua bên kia luôn nha mọi người. Đây, mọi người thể thấy này, đó, bờ đá nha mọi người. Đó, đây, cắm trại đây thật là tuyệt vời nha mọi người. Đó, nghe tiếng nước rơi chảy, nghe tiếng chim hót. Đây, đó. Đằng kia thì sẽ có mấy cây nhô ra đó, tán cây nhiều rồi đó, khúc cây nữa đó. Một chỗ lý tưởng nhiều rồi để cắm trại. Cảm ơn người đã xem video nha, chào mọi người.